Xin chào các bạn đã trở lại với kênh channel của mình. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel của Lan Lê Cuộc Sống Bỉ. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là một cái vấn đề để cho các bạn bàn luận, các bạn nhận xét về cái vấn đề mà các bạn đang bị gặp ở hiện tại. Thì làm sao để biết được sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu? Đừng có nên nhầm lẫn giữa hai cái vấn đề này. Thì đây là một số những cái câu hỏi để cho các bạn tự trả lời. Và hãy xem hết cái video của mình ha, để xem coi cái câu hỏi của các bạn, cái câu trả lời của các bạn đạt được bao nhiêu điểm. Và kết thúc cái video này sẽ kết luận được là cái điểm bạn đang có là bao nhiêu, và với cái điểm đó nó sẽ thuộc về cái dạng nào. Thì nhớ là hãy xem hết video đoạn cuối để xem kết quả nhé các bạn. Rồi, nếu như mà các bạn thường đi chung với nhau chẳng hạn, như là bất kể cái thời gian nào mà các bạn hay thường đi chung, hoặc là đi đến trường học chẳng hạn, hoặc là đi cùng trên một chiếc xe chẳng hạn, đi đến một cái nơi nào đó, hoặc là các bạn đi ra quán ăn hay chẳng hạn, hay các bạn đi chợ chẳng hạn, các bạn đi chung với nhau nhưng mà các bạn không có xảy ra những cái vấn đề nào đi xa hơn nữa. Thì nếu cái chuyện này có thật thì các bạn sẽ được đầu tiên là 1 điểm, còn nếu không có thì đương nhiên sẽ là 0 điểm. Cái điều thứ hai nữa là giữa hai người các bạn thì có ai đã từng kể những cái chuyện yêu đương trong quá khứ với nhau hay không trước mặt đối phương. Nếu mà các bạn có nói thì các bạn 0 điểm, còn nếu mà các bạn không có nói có vấn đề yêu đương kể chuyện này á thì các bạn sẽ được nhận 2 điểm. Nếu như giả sử các bạn nói về một cái vấn đề là người yêu trong tương lai của các bạn như thế này như thế nọ chẳng hạn, các bạn đặt ra cái vấn đề về tương lai thì cái người đó họ có thể là họ sẽ tiếp tục cái câu chuyện của bạn, là họ sẽ vui đùa cười giỡn hoặc là chia sẻ cho các bạn những cái vấn đề như lời khuyên ở tương lai tình yêu của bạn là như thế nào, làm sao cho hiệu quả, ok, thành công gì đó. Thì cái này là các bạn sẽ nhận được là 0 điểm. Còn nếu như mà cái người đối diện nghe của bạn họ im lặng, họ không trả lời, hoặc là có thể là họ sẽ hỏi một cái câu hỏi như là có thật sự bạn quan tâm đến cái vấn đề đó hay không, nó có phải là cái điều quan trọng, cái điều cần thiết cho cái tương lai của bạn hay không, cái người mà các bạn đang nhắm tới á, liệu có thể cho bạn hạnh phúc hay không, kiểu giống như là họ trả lời mà họ đặt ra những cái câu hỏi về phía cái người kia để biết được cái người kia đang nghĩ gì. Thì cái vấn đề này các bạn nhận lại được là 2 điểm. Nếu mà trong cái quá trình mà hai người đi chơi chung với nhau hoặc là đi đến một cái buổi lễ nào đó mà cái đối phương á, họ tìm thấy một cái người khác giới đi, họ đến họ chào hỏi và họ tiếp chuyện với người kia, bỏ rơi bạn chẳng hạn, thì nếu mà có cái điều đó thì đương nhiên bạn sẽ nhận 0 điểm. Còn nếu mà ngược lại họ quan tâm bạn, họ sẽ không quan tâm đến những người xung quanh thì các bạn nhận được 2 điểm. Đó là cái sự quan tâm của đối phương dành cho các bạn, là họ không thể nào mà bỏ rơi các bạn một mình được. Trong cái quá trình mà các bạn gặp nhau đi, nếu mà giữa hai bạn á, giả sử như đang nói chuyện ngon trớn hay là đang vui vẻ với nhau á, cái tự nhiên cái bạn sảng chấn, các bạn va chạm vào nhau như là đụng chạm vào nhau trên cơ thể của hai người chẳng hạn, thì cái này nếu có thật sự thì các bạn nhận được 2 điểm, còn nếu mà không thì các bạn sẽ 0 điểm. Và tiếp theo nữa là nếu các bạn hai người có những cái liên lạc thường xuyên như là nhắn tin hay điện thoại gì đó, mà nếu mà thật sự có như vậy thì các bạn nhận được 1 điểm, và nếu không ngược lại các bạn không có quan tâm nhiều, các bạn không liên lạc nhiều thì các bạn sẽ nhận là 0 điểm, chỉ với 0 điểm. Nếu như đối phương của bạn cho bạn biết về cái xuất xứ gia đình của họ như là cha mẹ, gia đình, bà con chẳng hạn, hay bạn bè riêng của họ, nếu mà họ cho các bạn biết những cái điều đó thì đương nhiên các bạn sẽ nhận được 2 điểm, và nếu không là họ sẽ không muốn cho bạn biết nhiều về cái sự riêng tư của họ, thì đương nhiên các bạn sẽ chỉ có 0 điểm mà thôi. Tiếp theo nữa là khi mà các bạn gặp một cái sự cố gì đó hay là một cái việc gì đó khẩn cấp mà cái người mà các bạn đang cần thiết nhất trong cái thời điểm đó, các bạn gọi điện cho người đó tới và người đó đến giúp bạn kịp thời lúc bạn cần, thì
các bạn sẽ nhận được 2 điểm. Còn nếu mà cái người đó họ đang kẹt một cái công việc gì đó họ không thể bỏ qua được mà đến để giúp đỡ bạn thì các bạn chỉ nhận là 0 điểm. Có nghĩa là họ từ chối cái sự giúp đỡ, cái sự gọi điện cần giúp đỡ của bạn á, mà họ từ chối thì đương nhiên các bạn chỉ là 0 điểm mà thôi. Nếu như tâm trí của bạn, những cái suy nghĩ của bạn luôn bị chi phối bởi người đó, như là mỗi ngày các bạn thường hay suy nghĩ về người đó, hay là đôi khi các bạn cũng như là thỉnh thoảng cái chuyện nghĩ kiểu giống như là không thường xuyên nhưng mà các bạn vẫn nghĩ về người đó trong đầu của các bạn, thì cái điều này các bạn sẽ nhận được là 2 điểm, là các bạn đang muốn đang bị xao động bởi người người đó thì các bạn luôn nghĩ về người đó, muốn gặp người đó chẳng hạn. Còn nếu mà không có, như là các bạn chỉ gặp trong 3 lần trên 1 tuần thôi, thì cái này là các bạn chỉ là 0 điểm, có nghĩa là các bạn không có cảm giác, không có thích người đó nên các bạn ít gặp người đó. Rồi cái câu nói, câu hỏi cuối cùng mà mình nói ra cho các bạn là như thế này. Nếu như mỗi lần mà các bạn gặp nhau, các bạn thường hay chú ý cẩn thận về đối phương cũng như là chính bạn, về những cái cách ăn mặc, những cách chỉnh chu của các bạn về trang phục, đầu tóc, trang điểm, phấn son hay là bất cứ cái gì ở phía bề ngoài của các bạn đều chỉnh chu hết để tạo cái sự ấn tượng đối với đối phương khi mà các bạn đến một cái cuộc hẹn để gặp nhau. Thì cái điều này các bạn nhận được là 2 điểm. Tất nhiên là bạn đang tạo sự chú ý cho đối phương để thu hút đối phương nhiều hơn, thì nếu mà các bạn muốn làm như vậy, muốn thu hút đối phương thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất là các bạn muốn người đó được lay động bởi các bạn, hay chẳng hạn có cái sự thu hút để cho người đó họ thích bạn nhiều hơn, bạn quan trọng về cái người đó hơn, thì đương nhiên các bạn chỉnh chu cho các bạn. Còn nếu mà không, ngược lại các bạn không quá không, tôi không cần gặp nhau thì thôi, bình thường không có gì hết, mặc đồ chỉnh chu chi cho mất công, hoặc là mặc đồ sền soạn thôi cũng được nữa, hoặc quần xà lón áo phông đi ra được rồi, hoặc thôi là mấy cái chị em phụ nữ thôi đi ra mặc quần jean áo tay dài, thôi là mặc đồ bà ba cũng ra cũng được, cũng bình thường á. Cái kiểu giống như vậy là họ không có quan tâm về các bạn bề ngoài khi mà gặp nhau, thì đương nhiên cái điểm mà các bạn nhận lại là 0 điểm, là các bạn không có cảm tình với người đó. Nói chung lại á, là xét tổng toàn diện, nếu các thường thường là cái tổng số đưa ra chỉ tiêu là 18/20. 18/20, nếu mà các bạn ở mức độ từ 0 điểm cho đến 6 điểm là các bạn chỉ là một đôi bạn mà thôi. Có nghĩa là giữa hai người chỉ là một cái tình bạn đơn thuần, một tình bạn rất là bình bình thường như là đơn giản á. Còn nếu mà các bạn đạt từ 6 đến 12 điểm thì đây là một cái tình yêu, nhưng mà là cái tình yêu đơn phương giữa hai người, có nghĩa là giữa hai bạn có một người họ yêu, thì các bạn cần phải nên thổ lộ, cần phải nên chia sẻ cho đối phương biết là các bạn đang có cái cảm tình, đang có cái gì đó thích người đối phương để cho họ biết được, và họ sẽ nhận ra rằng có nên tiếp tục hay không, hay là họ cần phải làm như thế nào. Thì cái tình yêu đơn phương lúc nào nó cũng khó khăn, nó đau khổ lắm cả nhà, thì càng phải thổ lộ càng sớm càng tốt, nó sẽ giúp cho các bạn nhiều hơn ha, và cũng là một cái cơ hội, biết đâu được là đối phương họ sẽ tiếp nhận ha. Còn mà cái số điểm là trên 12 điểm trở lên thì cái này chính là một cái tình yêu đích thực, đích thực giữa hai người, có nghĩa là hai người đã đạt được cảnh giới yêu đương với nhau rồi, đây là một cái tình yêu sâu đậm chẳng hạn, một cái tình yêu được ông tơ bà nguyệt kết xe duyên, thì đây là cái điều mà các bạn đang có được cái may mắn tìm đến hạnh phúc của nhau, thì hãy trân trọng cái điều này ha. Kết thúc video này thì mình muốn mong các bạn là cho những cái ý kiến của các bạn thêm về những cái dấu hiệu về phía các bạn, chẳng hạn như các bạn đã từng gặp qua rồi, các bạn đã từng trải nghiệm qua rồi, thì các bạn biết tình bạn và tình yêu của các bạn là như thế nào, có những cái dấu hiệu gì khác với những cái dấu hiệu mà mình đưa lên ở trên cái video này, thì cho mình xem những cái ý kiến của các bạn để mình tiếp thu thêm ha, có nghĩa là mình góp nhặt được những cái ý kiến của các bạn thêm về cái kho tủ quý báu của mình ha. Hoặc là các bạn có thể là trả lời những cái câu hỏi
mà mình đã nêu lên trên, xem là các bạn thuộc là tình bạn hay là tình yêu, để cho mình cũng biết và cũng tham khảo thêm ha. Thì nói chung là cái video ngày hôm nay cũng là một cái chủ đề nhằm để cho các bạn cùng nhau bàn luận, cùng nhau xem xét là những cái điều mà mình có trong cuộc sống hiện nay nó như thế nào, để các bạn có thể là vừa vui vừa giải trí, vừa có cái để chia sẻ cho các bạn ha. Thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Cảm ơn nhiều, cảm ơn tất cả.